quầy thuốc Trần Thị Huyền, Nính, Việt Yên, Bắc Giang xin thông báo về việc phát khẩu trang miễn phí đợt 8. Công ty cổ phần dược phẩm Tofalis đã gửi tặng cho quầy thuốc chúng tôi 100 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn. Đây ạ. Mỗi một hộp này là 50 chiếc ạ. Đây ạ. Chúng tôi sẽ phát tặng bà con vào buổi sáng ngày 27 tháng 2 năm 2020. Mỗi người vẫn chỉ được nhận một chiếc thôi, nhưng mà chúng ta đã đặt tên nó bằng những chiếc khẩu trang tình nghĩa. Cho nên chúng tôi vẫn rất là nâng niu nó. Những chiếc khẩu trang này đúng là đã được tình thân mến của quầy thuốc chúng tôi với bà con. Cho nên bà con hãy vui lòng nhé, dù chỉ một chiếc thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn rất là chân thành gửi tặng bà con. Khi nào mà có nhiều thì chúng tôi sẽ tặng bà con nhiều hơn. Bởi vì trong những lúc này thì nhu cầu khẩu trang của bà con vẫn rất là lớn. Việc tìm kiếm khẩu trang vẫn rất khó khăn, thực sự là rất khó khăn. Thế nên bà con thông cảm. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đón những hộp khẩu trang tình nghĩa tiếp theo từ quý các công ty gửi về đây để nâng niu, chân thành, quý trọng gửi tặng các bà con, để chia sẻ những nỗi lo lắng của bà con trong đại dịch nCoV này. Xin trân trọng thông báo, xin trân trọng sẻ chia. Cảm ơn bà con, cảm ơn các bạn.